Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở những video làm thủ công của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những món đồ thủ công để trang trí, quà tặng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho bạn một đồ dùng vô cùng hữu dụng cho các bạn yêu thích đọc sách. Đó chính là một chiếc đánh dấu trang sách bằng vải nỉ như thế này. Đây, các bạn hình quả dứa rất là xinh xắn, hình quả dưa hấu rất là xinh xắn. Để làm được chiếc đánh dấu trang này thì mời các bạn theo dõi video sau của mình. Để làm được chiếc đánh dấu trang này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Các bạn sẽ cắt cho mình hai hình vuông màu xanh lá cây có kích thước là 8 x 8 cm. Chúng ta sẽ là một hình vuông có kích thước là 8 x 8 cm và một hình tròn màu đỏ. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình vải dạ màu trắng nữa nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào làm việc. Đầu tiên mình sẽ đặt tấm vải màu xanh lên chồng lên nhau. Tiếp theo các bạn sẽ đặt tấm vải màu đỏ lên phía trên để chúng ta sẽ ướm góc, để chúng ta sẽ ướm góc đặt vào phần trang sách. Bây giờ các bạn sẽ vẽ viền cho mình theo cái đường tròn và vẽ bên này để chúng ta sẽ cắt. Bây giờ các bạn sẽ cắt theo cái phần viền mà chúng ta vừa mới xác định được. Đây sẽ là phần nửa dưa hấu. Và trên này chúng ta sẽ cắt ra một bản nhé các bạn. Chúng ta sẽ cắt ra một bản để chúng ta sẽ làm phần vỏ. Thì chúng ta sẽ cần sử dụng đến vải nỉ màu trắng. Vải nỉ màu trắng của chúng ta sẽ chỉ cần một dải nhỏ thôi, nên là các bạn chúng ta sẽ cần một miếng nhỏ bao quanh cái miếng màu đỏ này. Cắt một đoạn viền nhé, rất là nhỏ thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ghép. Đầu tiên là về phần này, các bạn sẽ sử dụng kim chỉ để chúng ta sẽ khâu hai nửa này lại với nhau. Nếu có chỉ màu thì các bạn sẽ sử dụng chỉ màu, và nếu không có chỉ màu thì các bạn cứ sử dụng chỉ trắng là ok nhất. Đây mình sẽ sử dụng chỉ màu xanh.
phần hai miếng vải chập vào nhau thì mình sẽ chỉ khâu được chỉ một. Sau đó khi mà đến phần chỉ có một mảnh vải thôi thì mình sẽ tiến hành khâu chỉ đôi, như vậy thì nó sẽ vừa cứng cáp và nó sẽ không bị cộm chỉ. Đến phần một miếng vải dạng này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu khâu chỉ đôi. Bạn sẽ tiếp tục lấy chỉ và chúng ta sẽ hoàn thành thêm viền cho chiếc đánh dấu trang này. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau bo viền xong cho chiếc dấu trang này. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện dán.
chúng ta sẽ dán phần màu đỏ lên trên. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ dán hết tất cả bề mặt vào cái miếng màu đỏ này để cho nó chắc chắn. Tiếp theo là miếng bìa màu trắng mà chúng tấm vải màu trắng mà chúng ta đã chuẩn bị trước đó. Nên là đến phần hạt dưa. Phần hạt dưa thì các bạn sẽ cắt cho mình bằng vải dạng màu đen. Đây, chúng ta sẽ cắt những miếng vải dạ nhỏ thành giọt nước. Như thế này. Chúng ta sẽ làm hạt dưa. Đây, chúng ta sẽ gắn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành một chiếc đánh dấu trang sách hình dưa hấu rất là xinh. Các bạn đừng lo lắng khi mà cái phần nền màu xanh đằng sau này của chúng ta cũng là màu xanh nhé. Vì khi mà mình đánh dấu vào trang thì chúng ta sẽ chỉ hiện phần ở phía trên lên và phần dưới chúng ta. Đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn. Đây, ví dụ đơn giản đây là một trang sách này. Chúng ta sẽ cài vào đây. Chúng ta sẽ đánh dấu trang sách chúng ta đang đọc. Chúng ta sẽ có một hình một miếng dưa hấu rất là xinh. Chúc các bạn thành công nhé. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.